chào quý vị khán giả. Sau một tuần làm việc mệt mỏi thì Kali chỉ mong đến ngày Chủ nhật để được gặp quý vị khán giả thân yêu của Kali trong chương trình Bếp Nhà Mình. À, như thường lệ thì khung giờ phát sóng của chúng ta là lúc 11 giờ 40 phút trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị ơi, nhớ đón xem khung giờ này nha, và đừng bỏ lỡ qua bất kỳ một chương trình Bếp Nhà Mình nào cả. Bởi vì sao? Đến với Bếp Nhà Mình thì chúng ta sẽ tìm thấy được rất là nhiều món thức uống độc lạ, ngon và bổ dưỡng. Dạ. Còn khách mời của chúng ta ngày hôm nay, nam ca sĩ đẹp trai Khắc Minh. Em chào chị Ly, xin chào tất cả quý vị đang xem chương trình Bếp Nhà Mình. Hôm nay thì chị em mình sẽ làm món gì cho quý vị cùng học theo ta? Quý vị ơi, hôm nay thì Kali sẽ giới thiệu đến quý vị và Khắc Minh một món thức uống rất là thơm ngon, bổ dưỡng. Đó chính là món sinh tố cam thơm. Em thấy có cái dừa nữa nha. À, cái dừa này á là để mình làm nguyên liệu để mình xay sinh tố. Cái món này thật ra thì nó cũng đơn giản lắm Minh à. Gọt bỏ những cái vỏ của quả cam, xong rồi á mình đem mình xay sinh tố, đem cắt kim chị thơm. Trời đất ơi, em xắt thơm mà em xắt miếng bự như vậy luôn hả? Mình xắt cũng hơi nhỏ lên tí đi cho nó dễ xay xíu. Rồi, cam này chị cũng xắt xong luôn rồi nè. Bây giờ mình bắt đầu mình xay thôi. Thôi mình cho hết luôn đi. Hết đi vậy ha. Chị nghĩ là cho hết nó sẽ ngon hơn và nó đậm đặc. Thơm này em nghĩ là cũng chua đó. Đúng rồi. Tại vì cái màu nó là nhìn biết nó còn non, hơi non đó. Thơm này nếu mà em ăn sống á, nó sẽ giòn lắm. Dạ. Rồi bây giờ thì mình cho cam vô. Ở đây mình sẽ không dùng nước lọc. Mình sẽ dùng nước dừa, bởi vì sao? Nước dừa nó sẽ có một cái độ thanh mát và nó có một cái mùi thơm, nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Thứ hai là nó sẽ giúp cho tăng cái mùi vị của cái ly sinh tố của mình nữa. Dạ. Rồi, nước dừa mình để vào cũng vừa phải thôi. Dạ. Kế tiếp là mình sẽ cho đường vào luôn. Ủa, nước dừa nó ngọt sẵn mà ta. Nhưng mà cái độ ngọt của nước dừa nó không thể không nào mà đủ lắng át được cái độ chua của cam với lại thơm đâu em ơi. Cho nên là mình phải cho nước đường vào. Món này cũng rất là nhiệt đới nha. Món này thì em nhìn thôi là em tưởng tượng ra được rồi đó. Một cái bối cảnh mà em dùng nó đó. Là sao? Thì đó, ngồi ở một cái chòi, trước mặt em là biển, sóng biển đánh rì rào. Xong rồi cái là lấy cái ly này ra uống, nghe miếng xíu nhạc, trời ơi. Cảm thấy nó thoải mái. Bởi vậy á, vào những ngày hè á, thì chúng ta thường hay sử dụng nước ép trái cây. Khi nhắc đến nước ép trái cây thì người ta cứ nghĩ đến ngay mùa hè. Đúng rồi. Tại vì cái mùa hè là cái mùa rất là oi bức. Dạ, uống nhiều nó sảng khoái. Đúng rồi, thì chúng ta uống sinh tố hay là uống nước ép trái cây thì nó sẽ giúp cho cơ thể của mình vừa bổ sung được năng lượng, bổ sung được vitamin. Yeah. Giúp cho mình thanh nhiệt và giải khát nữa. Yeah. Rồi bây giờ mình tiến hành mình xay nha. Rồi xong. Hấp dẫn quá. Quá hấp dẫn đúng không? Yeah. Thực sự là chưa uống mà em đã thấy đẹp rồi và nó rất là hấp dẫn em rồi. Tới nỗi tự nhiên bây giờ chị cầm lên thôi là nó muốn hát luôn á. Muốn hát hả? Trời ơi, ngon vậy. Ngon quá. Sao cái này nó cũng có những cái trái chua chua mà nó không chua nè. Đúng rồi, em ơi. Cái vị ngọt nó vừa phải, rất là thanh luôn. Cực kỳ thanh và cực kỳ mát lạnh. Với lại sinh tố này đi làm nó loãng cho nên là mình uống á cảm giác nó vừa giống như nước ép vậy đó, đúng không? Nó rất là ngon luôn. Quý vị còn chần chừ gì nữa, mình hãy vào bếp và bắt tay vào làm ngay ly sinh tố cam thơm này đi, bởi vì nó rất là ngon. Và thời lượng chương trình của chúng ta đến đây cũng đã hết rồi. Kali và Khắc Minh xin nói lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ 11 giờ 40 phút trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Hãy đến với Bếp Nhà Mình, đến với Kali và đến với những món thức uống thơm ngon bổ dưỡng nha quý vị ơi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.